Rồi mấy anh em chung muốn dừa là tới nè. Rồi hello em, hello anh. Đó, trời ơi chung kia đứng chung mát mà không đứng. Quá sức tưởng tượng rồi. Ủa còn còn cái anh kia tên gì? Anh Toàn hả? Ôi hello Toàn ơi. Ờ. Rồi mấy anh em chung mới vừa tới, mới vừa vàng cần ra quýnh mọi người. Bữa nay cũng canh con nước lên, thấy con nước nó cũng bớt đen rồi mọi người, bớt đen. Địa hình mà rục rục kiểu này thì cá rô phải nói là cá rô êm. Còn thác lát thì được hình hộp quá chung biết có hay không nha. Giờ mấy anh em chung ra càng quýnh thử. Đó. Rồi mọi người ưng những mẫu sào inox hay là mẫu liềm gì đó, hay hoặc là giỏ trứng kiến gì đó, chung lịch mấy cái băng là hàng mã hàng đó thì mọi người cứ liên hệ với lôi chung. Còn không ấy là nếu anh em Củ Chi gần gần ghé trực tiếp tiệm chung lấy. Hôm nay thì cũng cũng giao cho Hoàng Anh cái cây 4,5 mét Hoàng ha, 4,5 mét. Đó mấy anh em cứ ưng mẫu sào, quan tâm nó chất lượng thì lên đến mọi người. Còn anh em mà cứ quan tâm mắc rẻ thì chung bó tay bị với hàng chợ chung không chịu nổi đâu. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha, bây giờ anh em chung chiến luôn. Bắt đầu chuyến giờ tới chiều làm trực 2 rô nái thôi, lột 20 chứ lột. Rồi chung cũng mới vừa móc lỗ xong nè, chung móc một cái lỗ bên đó, một cái lỗ bên đây. Địa thế này nước nó ngà ngà đục đục mà lục bình nhập dập chết, cái thế rất im mọi người. Mọi người cứ quan tâm tới sản phẩm mà chất lượng, mà bền thì anh em ghé. Tại nhiều chú bác cũng suy nghĩ về cái giá tại sao cao hơn hàng chợ, thì cái đó mọi người đã trưởng thành hết thì ai cũng phải hiểu ha. Cái tiền nào của đó thôi anh em ơi. Bây giờ chung thấy cái lỗ trước mắt chung là nó đã xì tim rồi nha. Chung quấn cái lỗ đó với cái lỗ kia. Còn cái lỗ này là lỗ có sẵn, chung cũng có thể là thả luôn. Nó bắt đầu chung chiến đấu nè. Con kênh này dài dài lắm, đầu cùng mà dài tới kia luôn. Mấy em đứng ở phía ở sau cái bụi này của chung nè. Đó, chỗ đó chung thấy đâm tim đó. Thường thường mọi người biết cái là tiền nào của nấy từ xưa đây rồi. Cái đó không cần chung thích mọi người cũng phải phải hiểu. Nhiều anh em chú bác thì cứ vẫn hỏi sao cái vấn đề mà cái sào nó giá cao thì nó phải có giá cao của cái chất lượng mọi người. Rồi, bắt đầu chung chiến đấu đây. Anh em tin tưởng sản phẩm và muốn xem hàng lợi tiệm, còn muốn xem hàng nữa chịu tiền ship chung chuyển cho xem. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái lỗ đâm tim nhìn quá sướng anh em ơi, để chung chấn mấy cục trứng kiến nhộng chung thả xuống chung đóng con lên coi. Chung móc dùng xong chung thả cục trứng kiến làm dùng cái bắt đầu thấy cái tim bựng quá trời bựng rồi. Đó, nó. Ô, lớn hay nhỏ đi. Đi 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 đẹp đẹp đẹp. Trời ơi. Có tim. Một em rô đầu tiên lại xì nha mọi người. Cũng được đi. Khai cần con này cũng đẹp cá chứ không có phải bự cá. Tầm 2,5 con anh em ơi. À, quá êm. Rồi. Trời ơi trời. Thấy chưa? Nắng thì nắng, chỗ này là nó y vậy đó, quá tuyệt vời. Trời trời. Đâm tim nhuyễn nhang. Trời ơi. Đâm tim nhuyễn cái rô cũng không lớn luôn anh em ơi. Giòn giòn kia không lớn. Phải ngã vậy mới được. Chùm luôn hả? Quá đã mọi người ơi. Đây mọi người. Cái rô tầm này nó mới sướng nha anh em. Rô đồng là cỡ này là VIP dữ lắm rồi. Đã mọi người. Nhưng mà con kênh này nhiều con còn bự nữa. Nhưng mà cỡ này là phê à. Quá sướng. Ừ, trời cái gì quá anh em ơi, trời ơi giờ là bắt đầu quýnh đêm luôn rồi. Ý, cái vàng anh em, trời ơi nó ăn gì cá chốt rồi ông nội ơi, ăn gì cá chốt rồi Thành ơi, ông có cái trái vàng ăn mà như cá chốt đây nè, anh đang lên nè anh em. Ủa gì mà chạy xe 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 chạy còn hơn tên lửa nữa mọi người.
Ừ, buổi chiều cũng vô cũng xì tim không à, tại chủ yếu tụi em chung chung lên đây là quýnh chơi đêm á, nên buổi chiều chung quýnh có lát không ăn, tụi chung giờ mới đợi qua ra quýnh anh em ơi. Cá dùng này ăn quái lạ. Ê, bự lắm. Trời ơi. Ê, trời ơi, thắt lát. Trời ơi, thắt lát chà bá luôn mọi người. Chúng tính đâu xảy ra chứ. Trời ơi, anh em nè. Trời ơi, nó ăn tằng 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 khó chịu dữ dằn anh em ơi. Ôi, chà bế, chà bế. Trời ơi, trời. Xuống cấn cái phao liền. Mọi người thấy nó ăn tốc độ bàn thờ không? Trời ơi, nó ăn y là một con cá chốt mà nó rị. Lỗ này nãy chú bắt con nhưng bắt con nữa đó mọi người. Dòng thứ nó có là cứ xanh quanh là cái đổ lại là nữa. Quá đã anh em ơi. Ăn lẹ thấy bể thiệt chứ. Trời chung mới vừa thả xuống nó sụp liền mọi người. Trời ơi, nó sướng quá anh em ơi. Nó tê làm sao luôn. Đã quá đã. Nó mà có lại cái một như vậy nữa nè. Quá sướng luôn. Cá tự nhiên vô phụt phụt anh em người làm 4-5 con bắt đầu đứng hình mọi người. Nó cái gì mà chậm ăn khủng khiếp vậy đất trời, chậm ăn nữa lên ăn buffet à, tổ chức nướng gà ăn à. Trời ơi trời, đứng hình thì đứng 3 tiếng hồ. Cuộc chiến hôm nay đậm máu anh em ơi, đậm máu. Thành móc nhiều lỗ, 15 lỗ có cá nào không? Giờ đi ngủ. Vâng, mà thấy ghê chưa, nó móc 15 lỗ mà giờ thùng nó không có cá, không cho chung quay luôn mọi người. Nhân mười mấy lỗ, có 13 lỗ không có con cá trên, không mười, có một cái gì đó. 13 lỗ không có con nào, mọi người thấy không? 15 với 13 thôi. Còn chung bữa nay bực may mắn chung móc có 8 lỗ được bao nhiêu đây. Trời ơi, ba con cá trê, ba cá rô, con thác lát. Cái này là giờ nghỉ tối nha mọi người, nghỉ nghỉ ăn cơm ăn nước chứ giờ chịu hết nổi rồi. Hiện tại là 10 giờ luôn, mọi người thấy 10 giờ đêm mà có bao nhiêu đó cá đó. Còn Thành với Nhân là úi trời ơi luôn. Móc 15 lỗ câu mà không có con nào lại đụng cục mồi luôn. Đó. Phan phan từ từ từ, qua anh mấy con. Em làm không, không có nói đưa bà sùng ta coi. Khá nhiều ạ. Đây đây nọ phải vậy được, đất cũ để người mới là nó vậy. Từ từ nghe em ngã xe nghe. Hơi nhiều rồi. Trời ơi trời ơi. Quang Anh nó thiệt đúng là đất cũ mà đẩy người mới mọi người. Trời cái thùng cá gì mà như cá không vậy? Cá ừ. Không anh à. Chết rồi. Trời ơi, mọi người thấy không? Trời ơi, đúng là đất cũ mà đẩy người mới luôn, thiệt tình luôn á. Bây giờ á tụi chung vô nghỉ ăn cơm xíu mọi người, giờ 10 giờ anh em ai cũng bết thì ai còn câu nói câu. Nó giờ mấy anh em nè tập trung lên cái đi vô trong kia làm cái buffet nhỏ nhỏ nướng con gà ăn đi rồi câu tiếp hết sức rồi. Rồi giờ mấy anh em chung cũng tập trung lại mọi người thì Hoàng Anh nó đang câu chuyện chém nha anh em. Hoàng Anh nó đang lên lên món trê vàng nướng mọi. Chào các em trai, quay lại mặt cái coi đó, trê vàng nướng mọi nha anh em. Còn bác Ngăn là giờ hút thuốc đuổi mũi. Mọi người thấy sao ta, thấy sao ta, hấp dẫn không? Cái con dế bạc đó là cái con gà nha mọi người, gà của Thành đem theo. Rồi trước tiên là con gà với 4 con trê đang bắt thêm sọt cây thêm nướng nữa nghe nè. Đó, cái buffet anh em làm nhỏ nhỏ đây, để hình tổng chào coi. Đó rồi, bữa nay mình sexy bữa nha anh em. Rồi, 4 anh em, 5 anh em. Còn chung thì Caramel đang cầm máy.
cái con đó là nghe cũng êm êm lắm nghe đó. Rồi chương trình là vậy mọi người, nó chương trình buffet tối cá bữa nay nó ngộ lắm rồi, năm anh em mà Thành với Nhân nó đứng bìa, ba anh em chung Toàn với Hoàng Anh đứng giữa, mà ba anh em chung có mà Thành với Nhân nó không có, mọi người thấy quái lạ không? Chỉ khoảng 100 mét à. Trời ơi, bởi vì con cá con mắm là phải đi theo xác thực như vậy còn chưa thấy gì nữa, chứ mà mấy anh em mà đi câu mà không xác thực mà cứ nói tóm lại là hỏi á, với vị trí đó là chết luôn, không được đâu, phải theo như vậy mình mới chơi được mọi người. Rồi tí xíu chung mời mọi người ăn sơ với anh em tôi chung nha, ăn online luôn. Đàn tay đến mẹ nóng cái là không thiệt đó, không giỡn rồi. Cái này nóng lắm nha, từ từ nha, mẹ banh cũng khéo khéo à. Khéo khéo chứ không khéo khéo là mẹ trai tá lại rồi. Cái nước ngoài nhầm gì em, con tổng lúc trong sạch chưa, sạch chưa, sạch hơn nãy rồi. Tôi nóng rồi, nóng hơi cố tình xé cái đùi vậy, giờ còn review nữa. Rồi trước tiên chung xin mời tất cả mọi người cùng ăn với năm anh em chung nha. Hôm nay năm anh em chung có chuyến câu ở Vĩnh Hưng Bình Tử mọi người, coi như cái tất niên của anh em ăn ở Quế Đồng đi. Rồi mời cả nhà nha. Rồi mấy anh em tự nhiên, ai em muốn bóc gì bóc. Lấm. Lên đèn. Đó, lên đèn cho sáng liền mọi người. Trước tiên làm con cá trê đi. Cá đi. Người làm con đi. Người làm con cá trê ngồi trước đây nè. Muối bỏ vô giữa đó Toàn. Nè, anh lớn anh chấn con này đi. Ăn đi. Ăn đi đừng có ngại. Chia gì ăn lấy đừng có ngại. Đừng có bao giờ ngại hết á. Rồi mời mọi người nha, quá ngon. Là đói rồi. Trời cũng thơm nhức nách. Độc thiệt ha, 5 người nữa 5 có tê. Dữ thiệt. Không hả? Quên lấy cái này lấy. Rồi anh lấy 2 trái hả? Thì có 2 trái chứ anh kêu chưa được mai qua lấy. Lấy uống ký rồi. Rồi, tôi dung tổng kết mọi người ơi. Tại hồi nãy giờ ăn quên nói chuyện với khán giả luôn trời. Rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn ở cái nhà ở clip năm sau buffet ăn tất niên tiếp. Giờ mấy anh em chung giật mình vậy là 4 giờ mọi người. 4 giờ thì ra câu. Hoàng Anh cũng làm được 3 cá trê. Chung thì mới móc lỗ, chung sử dụng, chung chưa câu nha. Mấy anh em đang đứng dài phía đằng kia. Đúng mục tiêu đó rồi, đó. Đứng dài phía đằng tới thui hết thấy đường rồi. Giờ ra lỗ thử có câu được con nào nữa không. Gì kỳ vậy, chưa tắt đèn đó nha. Chưa tắt đèn đó nha. Gì đây. Trời ơi rớt luôn rồi. Trời ơi rớt luôn thiệt, cái tình luôn thiệt. Nói chung thiệt với anh em chứ, bữa nay cá nó hành gì mà hành. Từ hồi 4 giờ sáng giờ chung thức dậy, chung câu nó giật sảy 1-2 cái. Hôm qua anh sát bên nó còn được con thác lát, con cá trê, còn chung không được con nào đâu người. Bây giờ là 6 giờ rồi đó à, anh em nhìn 6 giờ trời hừng sáng luôn rồi nè. Rồi bắt đầu chạy là con kinh khác nữa. Chứ tôi nói bữa nay chạy điểm là đừng có nói tới cái vụ chạy điểm luôn. Rồi người mới móc xong mấy cái lỗ có thở le lử luôn, không biết giờ sáng ăn hay không luôn. Bởi vì làm cái clip anh em cứ nói chung làm cái clip cá trê đi, coi đã lắm mà chung không thấy đã đâu. Chung thấy nó cực quá ra cực. Mũi nó chích thì đừng có bàn tới luôn mọi người. Trời ơi hôm nay thiệt không có mấy cá tới bây giờ luôn. Từ hồi 3 giờ ngày hôm qua, 3 giờ chiều ngày hôm qua tới bây giờ luôn mọi người. Khủng khiếp. Chúng trở cấp ra chúng coi cho 10 xem lận đợi đường kinh bên này. Bây giờ là đúng 6 giờ sáng luôn em. Đúng 6 giờ sáng luôn. Trời ơi, nói chung mới tạo 3 cái lỗ thử nè. Giờ là mới lờ tờ mờ sáng mọi người. Đó. Rồi bắt đầu xuống 3 lỗ có tình hình sao. Bữa nay đắng quá đắng à. Câu từ hồi chiều qua tới bây giờ làm chưa xong cái clip luôn anh em ơi. Hy vọng đường kinh hôm nay gỡ gạt nha. Quýnh được một lát nữa đi, rồi tới xế xế trưa trưa mà cá nó ăn thì mình kết lúc kết tiếp cái clip 3 giờ chiều ngày hôm qua với một buổi sáng ngày hôm sau. Mọi người thấy khủng khiếp không? Rồi, mọi người xem cái kênh nhấn chuông, like pro giúp cho nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
chuẩn bị thay cái phao kia luôn mà cá vẫn chưa ăn là sao ta? Vừa nói với tiếng chờ vừa nói với tiếng thế nào. Trời ơi, Trung vừa nói dứt tiếng chuẩn bị thay phao mới đóng cho con cá rô tỉnh ngủ anh em. Rồi gửi đã anh em ơi, quá sướng rồi. Rồi ôi giời, cỡ này thì nói gì nữa mọi người nè. Vậy anh mới lên Thành, bây giờ là có thể là thay phao kia được rồi mọi người. Trời ơi, quá mừng anh em ơi. Từ hồi khuya bây giờ dậy gì, từ hồi 4 giờ sáng tới giờ mà 6 giờ, hơn 6 giờ mới lên được con cá rô. Trời ơi, bên này khủng khiếp thiệt chứ. Ơi anh ơi, ngầm phao, trời ơi nước sâu đóng cái nào ấy đã tay mọi người, quá sướng rồi. Trời ơi, có rô đều văng văng, đều văng văng, đều văng văng con cỡ một anh em ơi. Kệ nó, đãi là chung buổi sáng đây mọi người, chứ tao gỡ từ khuya nay tôi chung đội sâu dữ lắm rồi, đội đầu luôn lắm rồi. Trời, có rô quá ngon, rô cực kỳ ngon luôn. Trời ơi, trời ơi, đang thả xuống cái bong bóng tròn vo bựng lên. Hợp lý quá, kéo phao luôn nữa chứ đợi gì nữa. Chúng thấy cái phao, có phao nhấp nhấp vài cái rồi đó. Trọng đích, trọng đích, trọng đích. Trọng đích, trọng đích. Trời ơi, nó ăn vậy mà nó ăn điềm đạm trong đó mọi người. Thấy trọng cái đích lên mà. Còn em còn kia xíu mọi người. Quá tê. Làm liền. Trặc nữa đi. Lội ra anh. Thôi ơi. Ôi chị, chị nói nằm xe dưới mà quá đã anh em. Nó sàn thì lâu, chừng nó chịu ăn hai chân móc trứng lớn, chân xả chân lụm lên liền hết chưa. Quá tuyệt vời. Trời ơi, nãy giờ được 45 phút được 4 con đã mọi người. Đỡ hồi tối rất nhiều luôn á. Mấy anh em hỏi chung dắt trứng kiến làm sao mà cho dính, thì anh em trứng kiến cũ, trứng kiến mới gì chúng ta cũng phải dắt cho nó hết nước nha. Trứng kiến bỏ tủ lạnh á thì nó ra nó dễ dắt tí xíu. Nó anh em câu thì trứng kiến tươi, còn không lẽ mình làm một cách nào cho nó trứng nó dịu lại thì mình dễ dắt. Nhưng mà phải dắt hết nước. Đừng có tiếc nước trong đây. Đã kêu dắt mà, dắt là phải dắt hết nước vậy nó dính nè. Thậm chí chúng thả xuống chúng dở lên nó vẫn còn nha mọi người. Đã cho lát nữa cái anh em chung đi ra ăn sáng coi. Trời ơi, chứ giờ gồng dữ lắm, gồng đêm hôm giờ rồi. Có cái tim, có cái tim tình yêu. Ăn luôn nè. Đi luôn. Trời, con này nhỏ chứ không lớn mọi người. Trời, để chung gỡ luôn cái. Thắt lát chắc rồi mọi người. Chung vui thắt lát.
nó ăn từ từ từ, mọi người thấy không? Em nó ta thả xuống thấy từ 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 như chim nhịp. Trời ơi, kèm thêm nồi rong nữa, quá trời quá đất nồi rong. Để chung gửi cho mọi người. Thả xuống nó làm từ từ là chung nghi nó đây mọi người. Trời ơi, nó sướng bù đắp lại nguyên đêm hôm, thức nguyên đêm hôm, không làm ăn gì được nguyên đêm hôm luôn em. Quá đã, phải vậy mới được chứ, mình phải lì mức độ này mình mới chống cự nổi nó chứ. Quá sướng em ơi. Đi phao thả từng. Chúng tính thắt lát ăn chứ phải tính cái rô mà. Thấy từng hồi nãy có thắt lát ăn cái tưng cũng vậy đó. Rồi, rô anh em ơi. Thác lát rô, trời ơi rô nhỏ nó từng chung chịu nó thác lát ăn chứ. Giờ đã bụng quá mọi người rồi, gần từ hồi khuya tới giờ luôn mọi người. Giờ mấy giờ ta? Nè mọi người coi nè, nó không thấy rõ mà là 8:50 mọi người, 8:50 rồi. Giờ nó đói rã rồi, thức khuya mà giờ tao 8:09 mà chưa ăn nữa đâu chịu nổi. Giờ chung kết thúc cái clip này đi, cũng được mới cá rô hồi tối có mấy cá trê, mấy cá trời nướng ăn mọi người. Giờ còn lấy được món rô mới đâu. Bây giờ bớt giờ ra kiếm gì ăn chứ. Không ăn sực nguồn á anh em. Đây. Đó. Cũng được mới cái rô vô đây. Buổi sáng làm được như đó mọi người. Cái giờ máy bơm nước bơm lên á. Máy bơm nước bơm lên nữa cái câu chậm ăn. Đó nè. Trời ơi. Chung vô cái chỗ này cho quýnh ngay máy mà hơn cái máy này không bơm nè, cái máy chà bá mọi người thấy cái máy y vậy nè. Mà nó bự cống này nè, bơm nước nó giật giống như là nước bị rồng luôn. Hồi nãy vô có một cái máy, giờ bật lên ba cái máy nữa rồi cá cũng chậm ăn luôn. Giờ chung di chuyển con kinh khác rồi, chung chúc mọi người xem nó vui. Nói chung đi làm cái clip mà để có xem rất là cực mọi người. Nói chung là có nhiều anh em xem tới hết clip thì nghe chung nói, hoặc là xem chậm không tua thì nghe chung giới thiệu này nọ, mọi người sẽ biết được cái nhiều chi tiết và nhiều cái mồi câu hay là điểm câu gì chung giới thiệu lắm. Còn nhiều anh em tua qua hỏi những câu mà chung giới thiệu hoài, ví dụ mà chung vô chung nhiều khi chung đã giới thiệu rồi mồi rồi mà anh em vẫn hỏi nữa chung không hiểu. Mấy bạn coi có 15-20 phút mà mấy bạn tua qua chi cũng không hiểu nữa. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống và xem video chung thật vui. Mọi người xem nhớ like video, tặng chung một like. Cảm ơn mọi người rất nhiều.